Xin chào các bạn, chào mừng quay trở lại với kênh YouTube của mình. Một năm học mới sắp sửa bắt đầu rồi. Và hôm nay mình sẽ làm một video chọn một tụ bài để xem năm học mới của các bạn có gì thú vị nhé. Hãy cùng đi nào. Hello, xin chào. Vậy là mùa tựu trường đã gần đến rồi. Các bạn có cảm thấy háo hức trong một năm học mới không? Năm nay thì mình không còn được đi học nữa rồi. Thế nhưng mà trải nghiệm học tập là một trong những trải nghiệm mình cảm thấy rất là thú vị. Suốt tất cả cấp, đặc biệt là đại học thì mình càng cảm thấy nó thú vị hơn. Đối với những bạn nào mà vừa mới thi đại học xong thì xin chúc mừng. Và mình hy vọng là các bạn sẽ đỗ vào trường mà các bạn cảm thấy thích. Đối với những bạn mà sắp sửa bắt đầu một cuộc hành trình mới, như kiểu là sắp học cấp 3 hay là sắp học đại học, hoặc là mới chỉ lên cấp 2 thôi, thì mình hy vọng là các bạn có một trải nghiệm học tập thực sự là thú vị và có rất nhiều can đảm trong môi trường mới. Còn đối với những bạn mà chỉ là bắt đầu năm học bình thường thì hãy vững mạnh, tự tin, cố lên. Mình hy vọng là các bạn sẽ có một năm học mới thật vui vẻ và thật thú vị nhé. Thì hôm nay vẫn như mọi lần, chúng ta sẽ có 3 tụ bài. Các bạn hãy nhìn vào 3 bức ảnh sau đây và lựa chọn bức ảnh làm cho các bạn cảm thấy được kết nối nhất, yêu thích nhất. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với các bạn ở tụ bài số 1 nhé. Xin chào các bạn ở tụ bài số 1. Các bạn đã chuẩn bị đi học chưa? Đã mua sắm cái gì rồi? Các bạn có 2 kiếm. Các bạn có giơ hand man. Các bạn đã phải đưa ra một cái quyết định gì đấy trong chuyện học tập của mình à? 6 gậy. Không ai giúp đỡ các bạn trong việc đưa ra quyết định này đâu. Chỉ có một mình các bạn thôi. Nhưng các bạn có vẻ đang có một cái sự trì hoãn nhất định. Cái sự trì hoãn này nó có thể đến từ việc là mình đang không biết lựa chọn cái gì. Thì mình nghĩ nhiều khả năng các bạn ở tụ bài số 1 này có thể là những người mà sắp sửa thi chuyển cấp, hoặc là những người mà sắp sửa có một cái dự định gì đấy mới trong chuyện học tập. Những người thi chuyển cấp nhá, thì có thể là đang phân vân về sự lựa chọn là nên chọn trường cấp 3 nào, nên chọn đại học nào, nên chọn học khối nào. Đối với những người mà không phải là đang thi chuyển cấp ý, thì nhiều khả năng là sắp tới các bạn sẽ tham gia một cái cuộc thi nào đó. Nó có thể là một cuộc thi học sinh giỏi, hoặc là một cuộc thi gì đấy vui vẻ thôi. Nhưng các bạn đang phân vân về việc là mình có nên đi thi cái cuộc thi đấy không, hoặc là có nên bắt đầu cái trải nghiệm học tập của mình bây giờ không. Năm kiếm, nữ hoàng cốc. Thì có vẻ như các bạn đã phân vân về điều này rất là nhiều rồi, bởi vì cái lĩnh vực mà các bạn thích ý, nó lại không được ủng hộ lắm, mà các bạn lại phải đi theo một cái lĩnh vực mà mẹ các bạn thích. Thì mình nghĩ nhiều khả năng các bạn ở tụ bài số 1 này sẽ là cái người mà sắp sửa đi thi đại học hoặc đi thi cấp 3 nhiều hơn, hoặc là phải tham gia một cái giải gì đấy nhá mà các bạn thực sự không thích ấy, phải là một cái điều các bạn thực sự không thích ấy. Có thể các bạn cũng không thích việc học làm lớp, nhưng mà mẹ của các bạn là người đặt rất nhiều áp lực lên các bạn và thường xuyên kèm cặp và bắt các bạn phải đi theo một cái con đường nhất định. Thì ở đây mình thấy nhá, các bạn có khả năng để vượt qua khỏi cái sự kèm cặp đấy được. Các bạn nên là người có quyền chủ động quyết định cho cuộc sống của mình. Chúng ta có là The Fool, The Sun, The Magician, 6 cốc và The Moon. Ở đây ấy, thì mình thấy là cái sự phân vân này sẽ liên quan đến một sự khởi đầu mới, chính là chuyển trường, không thể nào là cái gì khác được nữa rồi. Và cái sự khởi đầu mới này ấy, nó theo mình thấy nó không được vui lắm đâu. Nó khiến các bạn cần phải tập trung nhiều cái năng lượng của mình hơn. Nó khiến các bạn phải kiểu lạc quan hơn rất là nhiều ấy. Mình thấy có nhiều sự kỳ vọng được đặt lên các bạn. Các bạn giống như là mặt trời tỏa sáng của bố mẹ các bạn chẳng hạn. Bố mẹ các bạn đặt rất nhiều kỳ vọng lên các bạn, nhưng mà có thể là các bạn đang không đáp ứng được cái kỳ vọng đấy như là bố mẹ mình mong muốn. Thế nên nó khiến cho cái cảm xúc, cái nội tâm của các bạn trở nên rất là rối loạn, rất là mệt mỏi. Thời gian vừa rồi ấy, có vẻ là mệt mỏi nhiều hơn. Thời gian này thì đã đỡ mệt mỏi hơn rất là nhiều rồi. Nhưng mà mình thấy các bạn vẫn có rất nhiều cái trăn trở. Có vẻ như từ bé các bạn đã được ép là cần phải đi theo con đường học hành, cần phải học tốt hơn, cần phải học ngoan hơn. Thế nhưng mà vốn các bạn không thích cái sự học hành ấy. Mình nghĩ các bạn sẽ phù hợp với một cái gì nó nghệ thuật hơn, nó sáng tạo hơn. Cái khả năng của các bạn rất là lớn, thế nhưng mà cái khả năng của các bạn lại không nằm trong lĩnh vực học tập. Nhưng bố mẹ lại bắt các bạn phải học giỏi, nên là làm cho các bạn cảm thấy rất là mệt mỏi. Thậm chí là cái lựa chọn liên quan đến chuyện học hành của các bạn ấy cũng là theo bố mẹ áp đặt vào. Có thể là bố mẹ đang áp các bạn phải thi vào cái trường này, phải học cái kia, nhưng mà các bạn không cảm thấy hứng thú với những cái đấy. Thế thì lời khuyên là gì? Hãy có một cái sự cân bằng giữa cái mong muốn của mình với cái mong muốn của bố mẹ.
cái sự cân bằng giữa cái mong muốn và cái giữa những cái lý tưởng ấy và những cái mà thực tế nó cần phải xảy ra như thế. Cái sự cân bằng đấy nó phải đến từ bên trong mình, nó phải từ bên trong ra bên ngoài. Và khi mà các bạn có được cái sự cân bằng ấy thì mọi thứ nó mới có thể hài hòa được. Thế cái mấu chốt là gì? Các bạn phải đưa ra cái ý kiến của mình, phải nói với bố mẹ cái mà mình muốn và phải thảo luận với bố mẹ về những cái mà mình muốn này. Các bạn đang đi theo một con đường các bạn thực sự rất không muốn, và mình không muốn các bạn phải phí phạm cái khoảng thời gian của mình vào cái con đường này. Nếu như các bạn đang xem cái tụ bài này là những người vừa mới thi đại học xong, đang chọn ngành học, đã chọn rồi và không thích cái ngành học của mình, thì mình khuyên các bạn không nên đi theo cái ngành học này nữa, mà nên bắt đầu một cái sự lựa chọn khác. Thì các bạn tiếp tục đi theo ngành học này ấy, chỉ khiến cho các bạn cảm thấy mệt mỏi hơn, và theo thời gian nhất định các bạn cũng sẽ bỏ thôi. Mình không cảm thấy các bạn hứng thú hay là cảm thấy thích cái ngành học này một tí nào, chỉ là bố mẹ các bạn thích thôi. Thì nếu có thể thì hãy ngừng lại. Tiếp đó thì lời khuyên tiếp theo, hãy ngồi thiền và nhìn vào sâu ở bên trong tâm hồn của mình. Các bạn có thể đang ở trong trạng thái là không biết mình thích cái gì, không hiểu con người của mình, không hiểu bản thân của mình. Tại sao? Vì mẹ của các bạn đã kiểm soát, đã kìm kẹp các bạn quá lâu rồi. Như là các bạn quên mất không biết là mình là một người thích cái gì. Nhưng mà ở đây chúng ta có xuất hiện hai cái lá mà rất là ủng hộ cho việc các bạn phải tự dẫn dắt cuộc đời của mình nhé. Đây là The Magician này. Bạn rất giỏi, bạn phải tin vào khả năng của mình, bạn phải tin là bạn có thể làm được. Và sáu gậy, nó bảo rằng bạn nhất định phải là người dẫn dắt mình trên con đường này. Bạn có thể thành công và bạn có đủ khả năng để dẫn dắt mình tìm ra cái phương hướng mà mình cần. Chỉ là bạn không có đủ can đảm thôi. Hiện tại bạn đang không có đủ can đảm để chiến đấu với bố mẹ thôi. Tiếp đó nhá, cảm xúc này. Một lá bài nói về cảm xúc này, Emotion are running high này. Rất nhiều cảm xúc có đang tràn ngập đến với bạn. Bạn bị kìm nén ý, bạn giống kiểu người chịu đựng ý. Có nhiều mặt trăng xuất hiện ở trong trải bài này. Mình đoán các bạn là những bạn nữ. Thậm chí cũng có khả năng các bạn chính là cung song ngư luôn. Bởi vì ở đây có hẳn hai lá song ngư. Hoặc là một cái cung nước nào đấy. Các bạn đã là người kìm nén rất lâu rồi. Và các bạn có chỉ chịu kìm nén thôi ý. Và có những cái sự đấu tranh ở bên trong tư tưởng của mình. Mình có cảm giác là sẽ có những bạn sẽ kiểu vỡ òa ra ấy. Bởi vì những người cung nước mà khi mà họ chịu đựng quá lâu thì sẽ đến lúc mà họ buộc phải vỡ òa ra. Ở trong cái quá trình xem video này, nếu các bạn đang khóc, nếu các bạn đang buồn, không sao cả. Các bạn đã có những lựa chọn sai, nhưng đây là dấu hiệu của vũ trụ để dẫn các bạn đến những lựa chọn đúng. Các bạn cần phải có những cái lựa chọn đúng hơn cho cuộc sống, cho tương lai sau này của mình. Cuộc sống của mình ấy, cái tương lai của mình ấy, nó là ở trong tay mình. Đây, nó là The Magician, nó là sáu gậy, nó ở trong tay của các bạn. Và các bạn cần phải chiến đấu với bố mẹ. Nhưng ý, cái lá này nói là các bạn cần phải chiến đấu theo một kiểu mà mạnh mẽ và lý trí ấy. Các bạn phải đưa cho bố mẹ biết là con muốn chọn cái này vì những lý do này. Lý do bố mẹ không ủng hộ mình ấy, có thể là bởi vì bố mẹ không hiểu là tại sao mình lại chọn cái đấy ấy. Bố mẹ cảm thấy nó thật là vớ vẩn, nó thật là không có gì hay ho cả. Nhưng mà nếu các bạn đưa ra được cái lời khuyên, đưa ra được cái định hướng lâu dài thì mình nghĩ là mình tin là bố mẹ các bạn sẽ đồng ý thôi. Chúng ta có The Little, The Mirror, The Power, Mother Son. Những lá bài này thể hiện cho mối quan hệ của bạn với bố mẹ của bạn. Trong mắt bố mẹ của bạn ý, thì bạn luôn luôn là một người bé nhỏ. Nhiều khả năng bạn là con út hoặc là con một, hoặc là người con mà được nuông chiều, được yêu thương nhất ở trong gia đình. Và bố mẹ của các bạn rất là lo. Bản thân bố mẹ của các bạn ý, đã vượt qua rất nhiều những cái khó khăn rồi. Và khi bố mẹ các bạn nhìn vào các bạn ý, thì giống như là một cái tấm gương phản chiếu ấy. Bố mẹ nhìn thấy là nó có thể phạm phải những cái sai lầm này. Bố mẹ mong là bố mẹ có thể cải thiện những cái sai lầm đấy của các bạn. Bố mẹ mong nó có thể dẫn các bạn đi đến một con đường chính xác hơn. Thật ra thì đôi khi các bạn cũng cảm thấy rất mông lung về cuộc sống của mình. Cảm thấy mình không có cái năng lực, có cái khả năng nào để nắm bắt cái cuộc sống đấy cả. Mà cảm thấy cuộc sống nó cứ bị rơi, nó cứ bị vỡ vụn ra, nó cứ bị lèm đèm, nó không rõ ràng, nó không cụ thể ấy. Các bạn nên xác định cuộc sống của mình. The power. Các bạn có năng lượng, các bạn có khả năng để kiểm soát cuộc sống của mình. Cho dù các bạn là một người bé nhỏ thôi, các bạn chỉ là The Little thôi. Đấy. Nhưng mà power có khả năng kiểm soát, có khả năng xây dựng lại cuộc sống của mình, có khả năng để đi theo cái trái tim mà mình mong muốn. Cái quan trọng ấy là mình cần phải nhìn sâu bên trong vào con người của mình, thấu hiểu hơn về bản thân mình, và rồi cái con đường nó sẽ dần dần mở ra thôi. Mình hy vọng những bạn ở tụ bài này đã nhận được lời khuyên của mình
đã nhận được lời khuyên phù hợp với bản thân của các bạn. Đây là một dấu hiệu để cho các bạn biết rằng các bạn có thể làm được. Các bạn cần phải có niềm tin vào bản thân hơn. Nếu các bạn đang thích một cái ngành gì đấy, hãy nói với bố mẹ để có thể lựa chọn cái ngành học mới. Cố lên nhá, mình tin các bạn. Xin chào các bạn ở tự bài số 2. Chúng ta hãy cùng bắt đầu nhé. Các bạn có Queen of Wands. Các bạn có High Priestess. Các bạn có 3 gậy. 4 tiền. 5 gậy. Và King of Pentacles. Có vẻ như các bạn bị ảnh hưởng rất nhiều bởi những người xung quanh. Việc học hành của các bạn hay năm học mới của các bạn đều bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh cả. Mình có cảm giác như là các bạn không phải là một người chuyển cấp mà chỉ là một người đang tiếp tục học ở trong cái môi trường hiện tại của bản thân mình thôi. Queen of Wands ở đây có thể là cô giáo của các bạn, có thể năm nay đã sẽ có cái sự chuyển đổi về giáo viên chủ nhiệm chẳng hạn, hoặc là cái giáo viên bộ môn mà các bạn yêu thích sẽ nghỉ. Mình không biết các bạn có đang vướng phải một cái khó khăn gì, xích mích gì với bạn bè không, thế nhưng ở đây có hiện lên 5 gậy, chứng tỏ là có thể sẽ có một cái xích mích gì đấy với bạn bè của mình. Cái xích mích này ấy, nó có thể đến, nó đã đến từ trước rồi, từ ngày xưa đã có những cái xích mích rồi, và bây giờ nó có thể có thêm cái xích mích mới. Những xích mích này ấy, nó có thể đến từ một sự hiểu nhầm, từ một cái bí mật nào đấy, hoặc là một cái chuyện liên quan đến học hành. Có thể là bạn là một người được giảng viên yêu quý chẳng hạn, thế là bạn bị ghét từ trước rồi và nó dẫn đến những cái xích mích. Nhưng mà những cái tranh cãi này ấy, chỉ là những cái tranh cãi nhỏ nhặt thôi, và chỉ là tranh cãi giữa những người rất là trẻ con với nhau. Thì nhiều khả năng mình nghĩ là các bạn có thể đang học cấp 3 hoặc là mới học năm nhất đại học, nên là mình có những cái sự tranh cãi nó trẻ con, nó vớ vẩn đến như vậy. Và những sự tranh cãi này ấy, nó khiến cho các bạn cũng khá là phiền lòng. Nó khiến cho các bạn trở nên hướng nội hơn, hoặc vốn các bạn đã là một người hướng nội rồi, nên là bây giờ các bạn lại càng hướng vào bên trong nhiều hơn nữa, không muốn nói chuyện mọi người nhiều, không muốn đi ra ngoài nhiều. Và ở đây ấy, nó còn xuất hiện ra một cái sự lựa chọn nữa. Các bạn đang có nhiều những cái mong đợi, nhiều những cái dự định. Mình nghĩ các bạn học khá là giỏi, hoặc nếu không học giỏi thì sẽ là giỏi về một cái lĩnh vực nào đấy, vẽ chẳng hạn. Các bạn có thể đi theo cái con đường mà các bạn đang thích, mặc kệ những cái dư luận ở xung quanh đi. Có một King of Pentacles. Nếu các bạn là nữ thì có thể các bạn đang để ý, đang crush một bạn nào đấy, nhưng mà cái mối quan hệ crush này nó không được triển vọng lắm. Nếu các bạn là nam thì mình nghĩ là hiện tại nên là thời điểm các bạn tập trung vào cái công việc học hành của mình hơn, không nên quá là tập trung vào chuyện yêu đương gì cả. Nếu các bạn đang thích một ai đấy thì mình sẽ có lời khuyên dành cho các bạn. Đấy là làm nào để tiếp cận, để ở gần với cái người mà mình thích hơn. Thì thứ nhất, các bạn có thể trở thành một người học rất là giỏi cái môn hoặc cái thứ mà nó cảm thấy thích. Ví dụ như là nó học giỏi vật lý chẳng hạn, thì các bạn hãy học thật là giỏi vật lý để hai đứa có thể nói chuyện hợp gu với nhau. Thứ hai, đấy là nếu các bạn biết nó học giỏi vật lý mà các bạn không thể nào học giỏi vật lý được thì đừng cố. Hãy tỏ ra là mình không biết gì và thường xuyên nhờ nó giảng bài. Đây là một cách tiếp cận rất là hay mà mình nghĩ là thời đi học có thể học được, có thể làm được. Lên đại học rồi không làm được nữa đâu. Tiếp đó nữa thì lại xuất hiện thêm các nhân vật người nữa. Chúng ta có Queen of Cups, nữ hoàng cốc. Có King of Swords, vua kiếm. Thì hai cái này cũng có thể đại diện cho hai người nữa ở trong cuộc sống của các bạn. Có thể là bố và mẹ bạn đang đặt nhiều áp lực lên các bạn chăng? Các bạn có đang phải chịu quá nhiều áp lực về chuyện học hành thi cử không? Năm nay có thể các bạn cũng sẽ đặt phải nhiều áp lực như thế đấy. Bố mẹ các bạn đặt rất nhiều kỳ vọng lên các bạn thì phải. Tuy nhiên các bạn chỉ là một người hướng nội thôi, và các bạn không muốn có những cái áp lực này. Các bạn thậm chí còn không muốn giao tiếp, không muốn giao du với ai ấy. Thế mà chả hiểu sao chúng nó cứ đến kiếm chuyện với các bạn ấy. Tiếp đó là chín cốc. Các bạn là người có đủ mọi thứ, chỉ không có... Các bạn có đủ mọi thứ về mặt vật chất, về thế giới xung quanh. Các bạn có đủ hết, không thiếu một cái gì cả. Nhưng các bạn bị thiếu ở bên trong lòng, cảm thấy có một cái động lực gì bị thiếu, hoặc cảm thấy là thiếu thốn tình cảm. Các bạn cảm thấy bị bỏ rơi, bị lạc lõng ở nhà, ở trong môi trường học tập, ở bất cứ đâu bạn cũng cảm thấy bị lạc lõng, bạn cũng cảm thấy là mình bị trôi đi. Mình hiểu cảm giác đấy. Mình đã từng cảm thấy như thế và những năm tháng cấp 2 và thậm chí là đến cấp 3 cũng thế. Sự cô đơn là một cái mà chúng ta buộc phải đối mặt với nó. Con người dù có hạnh phúc đến đâu thì cũng sẽ có một cái phần bị cô đơn cả. Các bạn đang cô đơn thật, hãy đối mặt với nó. Hãy biết rằng sự cô đơn này chỉ là tạm thời. Trong tương lai các bạn sẽ có những cái thứ mới mẻ hơn.
trong tương lai các bạn sẽ trở thành một người tài năng hơn, giỏi giang hơn. Và cuối cùng các bạn sẽ tìm ra được làm nào để mình bớt cảm thấy cô đơn. Trong quá khứ, đã có nhiều lúc mình nghĩ là sẽ không có ai yêu thương mình. Và có nhiều lúc mình nghĩ là mình chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này vì không có ai để ý đến mình cả, mình rất cô đơn. Nhưng mà theo thời gian ấy, khi mọi thứ nó phát triển lên, khi mà bạn cải thiện con người của mình hơn, khi bạn già dặn hơn, bạn tìm được những mối quan hệ phù hợp. Hiện tại những mối quan hệ ở xung quanh bạn có thể không được tốt lắm, có những người có thể còn hại bạn. Nhưng mà không sao cả, đó là những cái bài học, chúng ta phải có đau khổ thì mới có thể tiến lên được. Hãy giữ một cái tầm nhìn tốt, hãy tin vào cái tương lai của mình. Đừng để cho quá khứ hay những chuyện xảy ra ở thời điểm hiện tại ngăn bạn lại. Bạn hãy làm tốt hơn những người đang làm bạn buồn. Bạn phải làm tốt hơn những kỳ vọng của bố mẹ mình. Bạn phải làm tốt nhất có thể. Mình tin bạn có thể làm được. Và hãy đi ra khỏi cái vùng an toàn của mình. Khi bạn đi ra khỏi cái vùng an toàn của mình ý, khi bạn cho phép bản thân được thử nghiệm nhiều hơn ý, thì cái xác suất bạn thành công nó sẽ cao hơn. Bạn nên đi giao tiếp nhiều hơn này, thử gia nhập những cái câu lạc bộ này, hoặc thử tham gia cái hoạt động ở bên ngoài trường. Ngày xưa thì mình có cosplay, thì cosplay chính là cái mà đẩy mình ra khỏi vùng an toàn và khiến mình có thêm những cái mối quan hệ mới. Tất nhiên về sau nó cũng sẽ để lại những cái vết thương thôi. Thế nhưng mà nếu bạn không bước ra khỏi vùng an toàn, bạn sẽ không bao giờ biết được là khả năng của mình đến đâu. The mirror, the flight và the time. Thời gian sẽ chữa lành tất cả. Thời gian chính là tấm gương để bạn nhìn thấy rõ hơn về con người của mình, để bạn nhìn thấy rõ hơn về những cái trải nghiệm của mình và biết hiểu rõ hơn về mình là ai. Chúng ta có rất nhiều điểm tương đồng, mình và các bạn có rất nhiều điểm tương đồng. Mình hiểu những gì các bạn đang trải qua và mình hiểu cái cảm giác muốn chạy trốn, muốn biến mất, không muốn tồn tại nữa, không muốn mọi người chú ý đến mình nữa. Nhưng mà bạn là một chú chim ấy, the fly ấy, bạn cần phải bay ấy, bạn cần phải tỏa, bạn cần phải mạnh mẽ hơn ấy. Chắc hẳn bạn đang rất cô độc. Bạn đã cô độc được một khoảng thời gian rất là dài rồi. Mình biết là mình không thể xoa dịu hết cái cảm giác cô đơn đấy. Nhưng mình muốn nói với các bạn rằng ý, tương lai các bạn sẽ tốt hơn rất nhiều. Hãy mạnh mẽ lên, bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Thời gian sẽ chữa lành tất cả thôi. Những vết thương ở trong quá khứ, những sự thiếu thốn về tình cảm. Hãy tự yêu thương và chăm sóc lấy mình. Bạn không cô đơn đâu. Bạn có chính mình. Và bạn có cả kênh YouTube này nữa. Bạn có mình ở đây, luôn động viên bạn, luôn yêu thương bạn. Không cô đơn nhá. Bước vào năm học mới tự tin nhá. Đừng sợ những gì xảy ra ở trường nhá. Đừng lo lắng nhá. Tự tin lên đấy. Cố lên. Xin chào các bạn ở tự bài số 3. Các bạn thế nào? Có khỏe không? Nếu các bạn là người vừa mới kết thúc một mối quan hệ hoặc đang độc thân và buồn ở một mối quan hệ nào đó thì trải bài này sẽ hơi buồn cho các bạn. Chúng ta có 3 kiếm, vua tiền, the lover, 2 kiếm và judgment. Nào, thì ở trải bài này ấy, mình có thể cảm nhận được rất nhiều nguồn năng lượng của tình yêu. Có thể là các bạn yêu một người đấy ở trong cùng một môi trường, hoặc là các bạn và người yêu đang phải xa nhau, như kiểu là một đứa học trường này, một đứa học trường kia, hoặc là một đứa đi du học, còn một đứa thì ở Việt Nam chẳng hạn. Một quan hệ tình cảm này khiến cho bạn có nhiều những cái tổn thương thì phải. Bạn đang yêu một người chính là vua tiền. Cái người này ấy, là một người mà rất là mạnh mẽ, rất là trưởng thành. Tuy nhiên cái người này ấy, sẽ chọn công việc thay vì bạn. Cái bài ca thường xuyên ấy, anh muốn tập trung vào chuyện công việc ấy, sau đó thì một tháng sau thì thấy anh có ngay người yêu mới ấy. Cái người này có vẻ đang là không được chăm sóc cho các bạn nhiều lắm, không được dành nhiều tình cảm cho các bạn lắm, và có khả năng là người này thậm chí là còn đang thích cả những người khác cơ đó. Thì đấy sẽ là một trong những cái trở ngại lớn nhất trong năm học mới của các bạn, hoặc thậm chí là các bạn vẫn đang học cùng lớp với cái đứa này. Ôi thì tức ngại lắm, vẫn đang học cùng lớp với cái đứa này. Tuy nhiên ý, chính vì cái sự bạn đang học cùng lớp đấy nên các bạn vẫn đang phân vân là có nên kết thúc mối quan hệ này không. Tuy nhiên thời điểm mà các bạn cần phải kết thúc nó sẽ đến sớm thôi. Thì cái quan trọng nó sẽ nằm ở trong cái lựa chọn của mình. Mình cần phải lựa chọn như thế nào để cho bản thân mình cảm thấy thoải mái nhất. Các bạn bị ảnh hưởng rất nhiều bởi chuyện tình cảm. Khi nói đến chuyện học hành, các bạn bị ảnh hưởng rất nhiều bởi chuyện tình cảm. Tức là ấy, nếu các bạn có hứng thì các bạn sẽ học được, không có hứng thì chịu.
Và nếu các bạn vui với chuyện tình cảm, các bạn sẽ học được. Các bạn không vui thì toàn. Chúng ta có nữ hoàng gậy, vua gậy, át kiếm và năm cốc. Thì dựa vào đây thì mình nghĩ là có vẻ như đúng là người yêu của các bạn đang thích một đứa khác, hoặc là các bạn đã chia tay rồi và người yêu của các bạn đã đến với đứa khác rồi. Và đứa khác đấy cũng có thể là ở ngay ở trong cái môi trường, trong cái tầm nhìn thấy của các bạn ấy, có thể là ở cùng một lớp hoặc ở cùng một trường hoặc là học cùng một khoa hoặc gì đấy. Thì năm học này sẽ là một năm học rất là gian nan, có rất nhiều khó khăn. Mình thấy ngay được cái sự khó khăn đấy luôn. Nhưng ấy, các bạn cần phải đương đầu với những cái khó khăn này. Các bạn đang rất là buồn với những cái sự mất mát của mình, buồn với những cái tổn thương của mình. Tuy nhiên ấy, vẫn còn có một cái cơ hội khác. Có một người thích thầm bạn rất lâu rồi, chỉ là bạn không để ý đến cái người này nên bạn không biết thôi. Cái quan trọng ấy, đừng để chuyện tình cảm này ảnh hưởng đến vấn đề học hành của mình. Rõ ràng là xem một năm học mới như nào mà toàn thấy tình cảm thôi. Nếu như mà các bạn đang không ở trong cái tình huống này ấy, tức là các bạn đang hoàn toàn bình thường, đang hoàn toàn độc thân, chưa có vấn đề gì ấy, thì cẩn thận là trong tương lai sẽ gặp phải vấn đề như thế. Là các bạn sẽ thích một đứa đấy ở trong một cái phạm vi gần, cùng trường, cùng lớp, cùng khoa. Sau đó thì nhiều khả năng là cái đứa đấy nó sẽ đi thích một con khác, mà khiến cho trái tim của các bạn bị đau đớn. Hoặc cũng có khả năng là các bạn đã crush người này rất là lâu rồi, và tình cờ cái crush này có người yêu ấy. Forever crush mà có người yêu chắc mình buồn lắm. Dù mình đã là nó có người yêu rồi nhưng mà mình vẫn buồn. Thế cái lời khuyên là gì? Đầu tiên phải giữ cho mình ở một trạng thái cân bằng. Phải cân bằng ở trong tâm trí và cân bằng ở trong cái việc học tập của mình nữa ấy. Việc học hành nó vẫn là một cái quan trọng hơn. Dù ở đây không hiện lên chuyện học hành, nhưng mình nghĩ các bạn là một người học cũng khá là ok. Và các bạn đang có một cái mục tiêu gì đấy trong chuyện học hành của mình. Các bạn sắp hoàn thành cái mục tiêu đấy rồi, rất là gần với việc hoàn thành nó rồi. Bây giờ phải cố gắng hoàn thành nó cho tốt bằng cách thật là tập trung. Không tập trung là có thể là đi ngay, cần phải thật là tập trung. Và ngoài ra ấy, thì với chuyện học hành trong năm nay có thể thử nghiệm những thứ mới, những phương pháp học tập mới, hoặc là những môn học mới, hoặc thậm chí có thể đi thi đội tuyển học sinh giỏi mới chẳng hạn. Đây, bước ra khỏi vùng an toàn của mình để tiến đến một cái gì đấy cao hơn, phát triển hơn. Đừng lo lắng về những gì mà mình đã mất, đừng lo lắng về những cái mất mát của mình, mọi thứ sẽ ổn thôi. Nào, the chain, the shot, the sword và the mirror. Tất cả các tụ bài hôm nay đều xuất hiện The Mirror. Thế nhưng mà The Mirror của các bạn ấy là The Mirror không mang đến sự chữa lành. Thì những cái trải nghiệm về tình cảm trong năm nay hay những cái trải nghiệm về học tập trong năm nay ấy, nó những cái trải nghiệm mà khiến cho bạn nhìn thấy rõ hơn những cái vết thương ở bên trong bản thân mình. Những cái vết thương, những cái đau thương ở bên trong, bạn nhìn thấy rõ nhất cái tính cách của mình. Bạn giống như một tấm gương vỡ sau cái trải nghiệm này. Và năm nay có thể là cái năm sẽ mang đến những cái sự chữa lành cho cái tấm gương vỡ này. Nhưng mà nó là một cái quá trình thực sự rất là dài. The chain. Chắc chắn năm nay sẽ có nhiều sự thay đổi. Chắc chắn năm nay là một năm của sự thay đổi luôn. Sự thay đổi đến rất nhiều và nó rất là khó khăn. Cái khả năng của các bạn bị kìm hãm lại rất nhiều. Có vẻ năm nay không phải là một năm tốt lắm với các bạn. Bị kìm hãm lại thực sự cực kỳ là nhiều luôn ý. Thì cần phải tập trung vào việc học. Các bạn sắp hoàn thành những gì mà mình dự định rồi, sắp rồi. Có thể là sắp thi cấp 3, sắp thi đại học rồi. Thì cần phải thật là tập trung vào những cái gì mình đang làm. Đừng để những cái vấn đề về tình cảm này nó ảnh hưởng đến cái cuộc sống của mình. The shot. Hãy cho mọi thứ một cơ hội. Hãy tiến đến với những gì mình cảm thấy thích. Mình tin vào các bạn. Mình tin vào khả năng của các bạn. Các bạn là một người bị tổn thương nhiều. Nhưng các bạn ạ, những cái sự tổn thương, những cái đau khổ ấy là để khiến mình mạnh mẽ hơn. Phải tin là mình có thể mạnh mẽ hơn được. Nên mình ở đây tin các bạn có thể mạnh mẽ hơn, có thể làm được nhiều điều hơn. Cố gắng lên nhé. Hy vọng là video vừa rồi đã giúp ích cho các bạn khi mà chuẩn bị cho năm học mới. Nếu các bạn cảm thấy muốn xem thêm những video về chủ đề này, muốn biết là mình làm gì để chuẩn bị những năm học mới, hoặc là muốn biết về những cái trải nghiệm xưa cũ trong quá khứ của mình về chuyện học tập, thì xin hãy comment cho mình biết nhé. Thời gian tới thì sẽ có thêm nhiều video thú vị hơn. Vì vậy mình hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình. Cảm ơn vì đã ở đây hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.